Alo, bạn nghe cho bạn ơi. Em có nghe thấy ạ. Bạn quay ngang cái điện thoại ra để cho cái điện thoại nó, cái màn hình nó lớn ra mình nhìn cho nó dễ bạn ơi. Bạn đừng có để cái nó khó nhìn lắm. Bạn hiểu ý mình không? Có nghĩa là bạn bạn xoay ngang cái điện thoại trước. Sau đó bạn mới gọi điện cho mình để cho cái màn hình nó được quay ngang ra cho nó rộng. Còn bây giờ cái điện thoại của bạn nó đang là cái chiều dọc á. Cái chiều dọc cái hình nó nhỏ mình khó nhìn lắm. Xoay thì nào? Xoay cho nó ngang cái điện thoại ra để quay ngang cái điện thoại ra. Này ạ. Ừ, quay ngang cái điện thoại ra. Để bạn mở cái chế độ quay ngang điện thoại á. Bật bật cái chế độ tự tự động quay á. Xong rồi quay ngang cái điện thoại ra. Rồi đó, cái này bây giờ nó vào Windows rồi đó, bây giờ bạn muốn làm sao? Cái gói phát ra. À, cái này là bị đun RAM rồi. Cái này đun RAM rồi, đun RAM này bị lỗi RAM rồi bạn ơi. Bạn mở máy ra được không? Mở cái gói đi, tìm đây gói phát ra rồi. Bạn cầm ngang cái điện thoại ra. Bạn cầm ngang cái điện thoại ra, điện thoại của bạn đang để dọc, bạn cầm ngang ra. Không, bạn xoay ngang cái điện thoại ra, chứ bạn để đây nó là cái hình dọc, mình không nhìn thấy gì hết á. Cái này nó bị lỗi RAM rồi. Bạn mở cái khe RAM đằng sau máy tính ra được không? Vâng, phải cất cậy hết ốc ra đúng không ạ? Đúng rồi, bạn mở được không? Được ạ. Bây giờ bạn tắt máy đi, bạn tắt máy cho tắt máy hẳn đi. Cho tắt hẳn đi rồi gỡ dây nguồn, gỡ cục pin ra nha. Gỡ cục pin ra. Gỡ cục pin ra trước nha bạn nha. Vâng ạ. Đâu, bạn thử quay cho cái máy mình xem thử coi nào. Rồi, úp máy xuống, lật cái đít máy lên. Rồi, quay cái máy mình xem thử coi nào. Ừ. Bạn có biết cái chỗ nào là để RAM không? Chỗ này ạ. Nó chỉ có một cái hộc nhỏ nhỏ thôi, cái hộc nhỏ nhỏ ngay chỗ cái lỗ tản nhiệt thì phải đó. Bạn nhìn, nó có một cái hình ký hiệu giống như là cái lược á, bạn biết cái lược chạy đầu cái gì? Vâng. Nó có một cái ký hiệu nhỏ nhỏ giống như cái lược chạy đầu á, bạn coi cái chỗ nào có cái hình đó là nó đó. Tại vì bạn quay cái này cái webcam nó đen đen, mình không nhìn được cái biểu tượng của nó. Nó chỉ ở cái mặt lưng thôi, đừng có mở ốc lung tung nha, nó chỉ ở trên mặt lưng thôi. Em chẳng thấy đâu. Không thấy đâu hả? Nó ở ngay cái khúc ở chỗ có mấy cái lỗ tản nhiệt đó, bạn thấy không? Chỗ này ạ. À? Chỗ này có con ốc nào không? Cái đó không phải rồi, cái đó không phải đâu, cái đó không phải đâu, đừng có mở. Cái đó không phải đâu, đừng có mở bạn ơi. Mở tầm bậy bạ là chết á. Ô, cái này khó quá, bạn không có. Bạn thử lấy camera, bạn quay sát xuống cái lưng máy cho mình xem thử cái nào.
Quay đi bạn, quay đi. Đừng có quay chỗ này, cái chỗ này là cái pin rồi. Bạn gỡ pin ra chưa? Rồi ạ. Rồi từ đó cái chỗ có cái đường nó có cái biểu tượng đó, bạn quay sát cái biểu tượng mình xem nào, cái khúc mà có cái đường cắt đó. Xịt lên tí, xịt lên, xịt lên, xịt lên nữa đấy, thấy có cái biểu tượng đó chưa, thấy có cái hình ký hiệu Rồi vậy ạ. đó. Vâng, đây đây ạ. À. Bạn quay vào mình mới nhìn được chứ, bạn quay đi đâu sao mình nhìn được, quay webcam vào, quay cái webcam vào. Xa xa ra tí bạn để mình nhìn thấy rõ. Từ từ nhá. Đừng có rung rung, nó không nhìn thấy đâu. Mờ quá không nhìn thấy gì. Mà cái này bạn nhắm bạn mở ra được không? Ở mặt sau lưng bạn mở được không? Chắc là được ạ. Rồi bạn mở đi. Bạn mở, bạn nhớ là mở như nào, là lát phải gắn lại như vậy nha. Mở như nào là lát nó gắn lại như vậy cho bạn nhá, nhớ nhá. Máy này bạn đã gỡ ra lần nào chưa? Lúc em xem cái màn hình xanh chết chóc xong rồi em tháo ra rồi ạ. À, tháo ra một lần rồi hả? Tháo cái nắp lưng thôi nhé bạn nhé, đừng có tháo hết máy làm gì, tháo nắp lưng thôi, tại cái RAM nó nằm ở cái nắp lưng thôi, đừng có tháo hết máy ra tí mất công phải gỡ gắn lại lắm. Nhưng mà bạn đã tháo RAM ra lần nào chưa? Chưa. Máy này của bạn đang chạy là RAM mấy GB vậy bạn ơi? Mở ra được chưa bạn? Có luôn một lửa bên này ạ. Đấy, nó có hở RAM ra rồi kìa, phải không? Đó, Đây ạ. bạn quay xuống cho mình coi coi. Đó, bạn quay xuống, quay xuống. Cái đó là cạc wifi, còn RAM nó nằm ở bên này. Đó, đó là RAM đó. Cái thanh đó bạn thấy không? Thanh này ạ. Đúng rồi, cái thanh đó đó, cái thanh là dưới á. Cái thằng mà có bốn con chip đen đấy.
bạn cầm hai cái tay ở hai bên, bạn bửa ra hai bên, cầm hai cái tay hai bên á, hai cái tay màu trắng trắng có cái lẫy bằng sắt đã thấy không? Rồi ạ. Rồi lấy bửa nhẹ qua hai bên, bửa nhẹ qua hai bên là nó bật cái ram ra. Ngay cái chỗ cái lẫy bằng sắt đó nha, cái chỗ cái lẫy bằng sắt đó. Ra chưa? Ra rồi ạ. Đâu, bạn quay cho mình xem cái RAM coi nào. Đúng rồi, đấy RAM đấy. Nó có tổng cộng mấy cây nhỉ bạn nhờ? Bốn ạ. Nó có tổng cộng mấy cây? Cây cây là cái gì ạ? Đó, cái cây, cái đó là cây cây cái RAM đó. Còn nó có mấy, nó ở trong máy nó có mấy cây như vậy? Có một ạ. Một đúng không? Bạn coi thử cây đó dung Vâng. lượng là bao nhiêu ghi vậy? À, cái tem ở mặt sau kìa, lật lên xem cái tem. Hai ạ. 2 GB đúng không? Vâng. Rồi bây giờ như này nhá, bạn lấy cái tờ giấy vệ sinh mà giấy sạch á. Giấy vệ sinh mà giấy sạch á. Đừng có giấy ướt nha, giấy khô á. Giấy khô sạch á. Bắt đầu bạn lau sạch cái chân đồng đi. Thấy cái chân đồng trên cái RAM chưa? Rồi ạ. Rồi, bạn lấy cái tờ giấy vệ sinh sạch á, khô bạn lau sạch đi. Anh nghe xong rồi ạ. Xong rồi bạn gắn vô lại đi. Bạn gắn vô lại đi, gắn đúng theo chiều của nó nha. Ấn cho nó chặt vô xong rồi mới đầu bạn để cho nó theo cái chiều xéo xéo á, bạn cho cái chân nó vô chặt sát vô xong bắt đầu bạn ấn nó xuống là nó hai cái lẫy hai bên tự động nó gài vô à. Vô được chưa? Chưa. Bạn có nhìn thấy cái chiều của cái RAM không? Cái RAM nó có cái chiều là nó có một cái khớp ở ngay giữa đó. Thì bạn để cho cái khớp ở của cái RAM nó vào đúng cái khớp của ở trên cái máy tính, xong bạn ấn vô. Rồi ạ. Vô chưa? Vô chặt chưa? Rồi ạ. Rồi bây giờ bạn gắn pin vào đi, gắn pin thôi, khỏi gắn pin được, cắm dây nguồn đi cho nó nhanh, khỏi gắn pin. Lấy cái dây sạc ấy cắm vào xong mở máy lên thử coi. Pin led đã cắm sau. Mở máy lên lại coi xem ok không. Nếu mà nó còn bị nữa là chắc chắn là RAM của bạn nó bị lỗi rồi, là bạn phải đi thay RAM đấy. Vâng. Máy bạn mua lâu chưa bạn? 3 năm rồi ạ. 3 năm rồi, hiệu gì đấy? Máy tính hiệu gì bạn ơi? Asus ạ. Asus. Lên chưa bạn? Không lên luôn ạ. Không lên luôn hả?
Coi chừng bạn gắn RAM vào chưa chặt rồi. Đó bạn quay màn hình cho mình xem nào. À, nút nguồn nó có lên gì chưa? Đây rồi, tắt rồi ạ. Nó có lên đèn không? Có. Hình như nó có lên con chuột kìa phải không? Chưa lên chuột ạ. Chưa lên chuột. Rồi. Bây giờ rút cái dây nguồn ra đi, rồi coi cắm cái RAM cho chặt vô đi. Cái RAM của bạn sợ nó đang bị lỏng đấy, bạn cắm nó chưa có chặt đấy. Bạn quay cái webcam vào cái chỗ cắm RAM mình xem coi nào. Chưa chặt rồi, đẩy cho sát vô, đẩy cho nó sát vô. Đẩy sát vô. Bạn làm sao mà để cái webcam nó chỉ ở vào cái chỗ đó đi, rồi mình sẽ chỉ cho bạn gắn này. Bây giờ bạn bạn gỡ cái RAM ra lại đi rồi mình chỉ cho bạn gắn. Cầm cầm hai cái hai bên bửa qua hai bên là nó bật lên. Đừng có xé cái giấy làm gì, xé cái giấy đó giấy giấy bảo hành coi chừng xé mất giấy á. Hết bảo hành rồi mà đúng không? 3 năm hết bảo hành rồi. Rồi cầm hai cái lẫy hai bên á, bạn lấy RAM được chưa? Rồi ạ. Rồi bây giờ bạn để đúng chiều nha, để đúng chiều đi. Xong bắt đầu bạn để cho cái bạn cầm cái cây RAM cho nó xéo xéo xuống, bạn biết xéo xéo như này không? Xéo xéo như này này, bạn nhìn cái tay của mình này. Nó xéo xéo xuống như này này. Nó xéo như này này, cái chân đồng á. Mình nói ví dụ nha. Ví dụ là cái tay này của mình là cái chỗ cái chân đồng của cái máy nha, cái chỗ này này, cái chỗ cái tay của mình chỗ này là cái chân đồng của cái máy. Cái này là cái RAM, cái tay này của mình RAM. Bạn để cho cái RAM nó xéo xéo như này này, bạn để vô cho nó cho nó khít với cái máy trước. Khít xong bắt đầu á, bạn lấy cái tay bạn ấn cho này nó bằng xuống, ấn này nó bằng xuống là tự động nó chặt vô. Bạn hiểu ý mình chưa? Rồi ạ, được rồi ạ. Rồi cứng chưa? Rồi. Rồi bây giờ bạn cắm máy mở lại thử coi. Đấy mình thấy chặt rồi đó. Đấy bạn nó hở cái chân đồng ra giờ nó chặt rồi đó. Cái này là nó báo lỗi RAM. Nếu mà làm cách này mà không được nữa là RAM bạn nó bị lỗi rồi. Cái cách này là cách cuối cùng rồi đó. Vừa cài cái phần mềm hay ứng dụng nào vô máy không? Không ạ. Rồi cứ để cho nó chạy coi xem nó bị gì không. Bạn thử mở YouTube lên cho nó chạy thử coi xem sao nào. Xem nó có bị bụp nữa không. Nào xem được không, rồi bị ở đấy mà này. Rồi bây giờ còn một cách nữa để cứu nguy là bạn, một đó là bạn cài lại Win để xem khắc phục được gì không. Windows của bạn, bạn bây giờ bạn có USB hay là có cái đĩa cài Win không? USB ạ. Có USB đúng không? Vâng.
USB của bạn có sẵn cái bộ cài chưa? Chắc là chưa. Chưa, vậy là không được rồi. Chưa thì phải có cái bộ cài thì mới làm được. Rồi bạn vào cái chế độ mà gọi là shape mode cho mình đây, ở trên cùng đó. Ở trên cùng á. Ở trên cùng á. Chỗ Bạn nào bạn bấm độn rồi. Cái chỗ mà lúc nó hiện ra cái màn hình đen đen đó, bạn chọn lên cái dòng trên cùng á, chữ shape mode á. Khởi động máy lại đi bạn. Quay vô màn hình để mình chỉ cho. Đấy rồi, ấn mũi tên lên, cho lên cái hàng trên cùng á. không di chuyển được chuột anh ơi. Ấn cái mũi tên lên. Đây à? Rồi, đúng rồi, enter đi. Rồi, chờ một lúc cho chạy vô shape mode đã. Bạn ở tỉnh nào vậy bạn ơi? Hà Nội ạ. Ồ, Hà Nội hả? Hà Nội vậy là đâu có sợ chuyện mua đĩa đâu. Hà Nội trung tâm đầy đúng không? Vâng. Đi ra ngoài mua cái đĩa cho nó tiện. Cái đĩa nó chỉ cao nhất là khoảng 30 ngàn thôi, chứ không có đắt đâu. Mà cái đĩa mình làm lúc nào cũng được hết. Còn USB nó nhiều khi nó cũng lằng nhằng lắm. Mua cái đĩa nó vừa nhanh mà vừa đỡ mất công hơn là lên mạng tải về. Lên mạng tải về nhiều khi bạn tải về bạn còn không biết làm nữa. Còn bạn ra ngoài bạn mua cái đĩa có cao nhất là có 30 ngàn nè. Mà bạn xài thoải mái luôn. Chờ một lúc đi, cái này nó hơi lâu đấy. Nó vô rồi phải không? Vâng. Chờ một xíu cho nó vô đi. Rồi cái này á là nó đang ở chạy ở cái chế độ gọi là safe mode, chế độ an toàn. Rồi bạn để cái này một lúc coi xem nó có bị tắt máy không nào. Bây giờ bạn mở cái Chrome lên á, bạn thử vô YouTube bạn chạy thử coi. Vô YouTube thử các bạn ơi, xem nó có chạy không? Xem nó chạy nó có bị bụp không? Mình thấy cái này của bạn là bị lỗi win rồi, khả năng này là bị lỗi win rồi, có thể là RAM không bị sao đâu. Này do chắc bạn cài cái phần mềm gì đó nó bị xung đột rồi.
nó báo lỗi RAM, nhưng mà cái này có thể là bạn cài Win là nó sẽ hết. Hình như là bạn có phần mềm diệt virus đúng không? Vâng, đây. Rồi bây giờ bạn vào control panel đây, bạn biết control panel không? Bấm vào nút start á, đừng có mở diệt virus, đừng có mở diệt virus. Tắt ngay cái phần mềm diệt virus đi. Rồi ạ. Bạn chờ mình chút xíu nha, máy của bạn có TeamViewer đúng không? Có gì ạ? TeamViewer, phần mềm TeamViewer. Cái phần mềm mà nó ở gần ngay chỗ Unikey đó, thấy Đây. không? Đây. Ờ đúng rồi, bạn mở lên coi. Mấy cái này tắt hết đi, mấy cái cửa sổ này tắt hết đi đi. Rồi mở TeamViewer lên coi. Nó báo gì vậy? Rồi tắt phần mềm diệt virus đi. Rồi cái này không vào được là tắt đi luôn đi. Tắt luôn đi. Bây giờ bạn bấm vào nút start á. Start. Rồi chọn control panel, bạn thấy không? Control panel á. Cái chỗ mà bạn bạn cho rê xuống đi. Rồi qua bên cột bên phải. Còn phải. Rồi, control panel nó thấy không? Rồi, mở đi. Rồi, bạn nhìn thấy cái dòng mà... Từ từ, bạn chờ mình xíu nha. Bạn nhìn thấy cái dòng mà chữ program không? Feature and program á, thấy không? Program and feature ở dưới đó đúng rồi, nó cái ở trên bạn quay vô màn hình coi, ở nó đó đúng rồi, cái đó đó đúng rồi, mở đi. Rồi bạn tìm cái phần mềm diệt virus đi, phần mềm diệt virus đó hình như là Avast sao hả, phần mềm Avast đúng không? Rồi bạn chọn uninstall cái nút ở trên đó, cái nút ở trên, bấm vào cái phần mềm diệt virus trước. Quay vào màn hình cho mình xem nào, bạn quay đi đâu vậy? Chọn gỡ cài đặt á. Gỡ cài đặt nha. Rồi gỡ đi, gỡ đi. Gỡ nó ra. Ừ, gỡ bỏ đi. Cho nó gỡ ra đi. Mình chắc chắn là mấy cái phần mềm diệt virus này nó hay đụng máy lắm này. Nó đang gỡ hả? Bạn quay vô cái màn hình cho mình đi, bạn đừng có quay đi chỗ khác, mình khó ấy lắm. Rồi gỡ xong chưa? Rồi ạ. Rồi gỡ xong rồi ấn OK đi cho nó khởi động máy lại luôn đi. Rồi cho nó tự khởi động lại đi, cho nó vào Win luôn xem sao.
có đau bụng. Đúng rồi, mới quen không được bao lâu đâu. Giờ chuyển tay không phải là mình mất tỉnh táo đâu bạn. Rồi bạn cứ để cho nó chạy đi, cho nó chạy khoảng cỡ 5 phút rồi mình sẽ ngưng cái buổi mà hỗ trợ bạn. Nếu mà nó ok mình sẽ ngưng, còn nếu mà không được thì mình tiếp tục xử lý tiếp. Bạn cứ để cho nó chạy đi. Bạn cứ làm việc bình thường trên cái máy tính đi xem nó có bị làm sao không. Anh ơi. Ơi. Có lẽ là máy tính nó không sao rồi, em cảm ơn anh nhá. Ok. Như vậy là chắc là được rồi đấy. Bạn cứ bây giờ bạn cứ làm việc bình thường đi, bạn cứ làm việc trên máy tính bình thường đi. Thì theo như mình suy đoán á, là do cái phần mềm diệt virus của bạn á, là bạn xài là nó có những cái cài đặt bên trong, nhiều khi bạn cài đặt nó không có đúng, nó dẫn đến là xung đột cái máy tính của bạn. Thì bây giờ tạm thời giờ bạn gỡ bỏ cái phần mềm này đi, bạn đừng có xài phần mềm diệt virus nữa. Khi nào máy mà bị lỗi thì mình cài lại thôi, bạn đừng có cài phần mềm diệt virus vô nữa nhá. Wow. Rồi ok, vậy chúc bạn thành công nha. Vâng, em chúc anh thành công ạ. Ok, chào bạn nha. Vâng.